Hello, xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với Bác sĩ Nhi Khoa. Hãy cùng nhau khám phá ra cả một thế giới kiến thức rất là hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp như thế nào để bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng cho trẻ thật là hợp lý. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Giáo dục giới tính cho trẻ như thế nào? Việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm là việc mà các bậc phụ huynh nên cần quan tâm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn khi nào trò chuyện về vấn đề giới tính với trẻ và trò chuyện như thế nào. Vì nói chuyện với trẻ về giới tính có thể làm sớm khi trẻ bắt đầu tò mò và có những câu hỏi liên quan, cách trò chuyện có thể sẽ khác nhau tùy độ tuổi. Trẻ từ 0 đến 2 tuổi. Khi đi vệ sinh, nói rõ chức năng các bộ phận. Bố mẹ có thể cho bé hiểu dần các khái niệm thông qua việc đọc sách cho bé nghe. Trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sự tò mò về cấu trúc cơ thể đã bắt đầu hình thành, đến lúc dạy trẻ những phần riêng tư của cơ thể. Và chỉ khi nào, chỉ ai mới có thể chạm vào các bộ phận riêng như phần ngực, vùng kín, bẹn. Cần giảng dạy cụ thể và nhắc trẻ không ai được chạm vào, trừ khi các bác sĩ khám bệnh hoặc bố mẹ tắm rửa vệ sinh. Trẻ từ 5 đến 9 tuổi. Trẻ bắt đầu nhận thức về giới tính thực sự. Cần trò chuyện với trẻ về giới tính một cách minh bạch, rõ ràng và trả lời đúng câu trẻ hỏi. Tinh ý trong cách trò chuyện, tránh để trẻ bị ngại hay xấu hổ khi hỏi bố mẹ. Kết hợp cùng sách vở mang tính giáo dục, tranh ảnh truyện tranh để trẻ hiểu hơn về cơ thể, những khái niệm sinh học về khả năng sinh sản của con người, ví dụ khái niệm tinh trùng và trứng. Việc nói với trẻ về giới tính sớm và đúng cách sẽ giúp trẻ tự tin phát triển khi đến tuổi dậy thì, tự bảo vệ mình trước những xâm hại tình dục. Hiểu biết về cơ thể giới tính sẽ giúp trẻ có nhận thức về giới và có các mối quan hệ lành mạnh, đúng đắn và ít giấu giếm. Như vậy, cho trẻ biết các thông tin về giới tính và các khái niệm liên quan là cần thiết và nên thực hiện sớm khi trẻ bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Trẻ thấp lùn trước 7 tuổi có nguy cơ thấp lùn về sau. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến trẻ em Việt Nam hiện nay chưa có chiều cao lý tưởng có thể đến từ sai lầm của bố mẹ trong cách chăm sóc con từ nhỏ, đặc biệt là sai lầm trong việc để trẻ thiếu hụt dinh dưỡng. Hậu quả là khiến trẻ phải chịu thiệt thòi suốt đời. Trẻ sẽ trải qua hai giai đoạn vàng tăng chiều cao trước 7 tuổi, đó là giai đoạn trong bụng mẹ và 1.000 ngày đầu đời. Vì vậy, 7 tuổi là cột mốc quan trọng cho việc tăng trưởng thể chất của trẻ. Giáo sư Lipton, nhà khoa học người Mỹ từng nói rằng 95% cuộc sống của chúng ta sẽ được lập trình trong 7 năm đầu đời. Vậy đâu là điều chúng ta cần quan tâm với trẻ trước 7 tuổi để trẻ phát triển tốt nhất? Đừng để trẻ lệ thuộc vào bảo mẫu ảo. Hãy dành thời gian vui chơi, giao tiếp với trẻ thay vì cho trẻ chơi với thiết bị điện tử. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, bao gồm vận động thể chất ngoài trời, đi dạo công viên. Khuyến khích trẻ tham gia công việc nhà của gia đình. Khi trẻ có lối sống năng động, thì các hormone tăng trưởng cũng được kích thích hoạt động hiệu quả để gia tăng chiều cao tối ưu cho trẻ. Đừng để trẻ thiếu ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình của những thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng đến sự giải phóng melatonin, hormone điều hòa giấc ngủ ngon cho trẻ. Do đó, nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử một tiếng trước khi ngủ. Phòng ngủ nên tối hoàn toàn để melatonin hoạt động hiệu quả. Nên thiết lập thời gian ngủ cho trẻ muộn nhất là từ 10 giờ tối. Đừng để trẻ ăn uống mất cân bằng. Dinh dưỡng cân bằng trong giai đoạn trẻ dưới 7 tuổi là rất quan trọng. Khi nhắc đến phát triển chiều cao, người ta thường nghĩ đến vitamin D3 và canxi. Tuy nhiên, báo cáo gần đây của tiến sĩ Dawood, Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Essex cho thấy đầy đủ kẽm và sắt rất quan trọng với sự phát triển chiều cao của trẻ. Tại sao lại như vậy? Bởi kẽm và sắt tác động trực tiếp tới hormone tăng trưởng, giúp tăng các yếu tố tăng trưởng IGF-1, từ đó làm phát triển dài xương và gia tăng chiều cao, nhất là trong giai đoạn bé đang phát triển. Do đó, sự thiếu hụt về kẽm sắt trước 7 tuổi có liên quan đến chậm tăng trưởng cả về thể chất và tinh thần của trẻ, làm trẻ chậm bắt nhịp ở những độ tuổi sau. Đối với trẻ em Việt Nam, vì thiếu hụt kẽm sắt thường khá phổ biến, còn theo thống kê mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, tỷ lệ trẻ em Việt Nam thiếu kẽm đang ở mức cao, lên đến 60%, và cứ 3 trẻ sẽ có một trẻ thiếu sắt. Theo chương trình khảo sát, tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á lần 2, bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam chỉ đáp ứng được 50% kẽm và sắt cho trẻ. Vì vậy, để đảm bảo đủ lượng kẽm sắt cho nhu cầu hàng ngày, giúp trẻ phát triển trí tuệ, chiều cao, cân nặng một cách toàn diện, thì cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bằng sản phẩm dạng lỏng, dễ uống, dễ hấp thu như Vitobin B Ferro-C. Sản phẩm được Viện Dinh dưỡng Quốc gia đề cập trong phác đồ dự phòng kẽm sắt cho nhu cầu hàng ngày của trẻ. Quý vị thân mến, ăn uống kém, chậm phát triển chiều cao và cân nặng, đó chính là hậu quả của việc thiếu kẽm và sắt kéo dài ở trẻ, nhưng mà phụ huynh lại không hề hay biết.
Chính vì không biết nên ba mẹ không chủ động để bổ sung dự phòng kẽm và sắt cho con, dẫn đến tình trạng trẻ em Việt thiếu trầm trọng hai vi chất này. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ thiếu kẽm chiếm đến 60% và cứ 3 trẻ thì lại có một trẻ bị thiếu sắt. Đặc biệt, trẻ thiếu kẽm thì thường đi đôi với thiếu sắt. Ngay cả khu vực thành thị, nơi có dân trí cao, tính đến 5 năm gần đây cũng chưa có sự cải thiện nào. Vậy thì làm sao để bổ sung cho trẻ đủ kẽm và sắt cho nhu cầu hàng ngày để phát triển tối ưu nhất về chiều cao và cân nặng? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia của ngày hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115. Em xin chào bác sĩ Ngọc Vân ạ. Xin chào Hoàng, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Và quý vị có thể gửi gắm những thắc mắc của mình đến với số tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1-800-8070. Bên cạnh đó, Hoàng Đại Bơ xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto BB Ferrose bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ cho trẻ nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng tìm hiểu tình huống ngay sau đây. Ken ơi, như thường lệ là đúng chiều là hai cha con sẽ tập thể dục đúng không? Là vui đúng không? Bây giờ tập thể dục là phải vui nè. Bây giờ ba nói thể dục là con khỏe nha không? Rồi, thể dục. Khỏe. Ừ, nó bị chậm nhịp nhanh xíu nha con nha, khỏe nhanh nha. Thể dục. Khỏe. Ừ, nó vẫn chậm nha, một lần nữa nhanh đều nè. Thể dục. Khỏe. Đúng rồi, hay quá. Yeah yeah cái nè. Yeah yeah. 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 Rồi, bây giờ Ken nè. Bây giờ là cái mức này của Ken nha. Ba đếm từ 1 tới 3 thì con lấy trớn cái con nhảy qua đây như không mà nhảy cao lên cái với xương sống của nó giãn ra xíu để gọi là tăng chiều cao nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi chưa? Chuẩn bị. Sẵn sàng. Xuất phát. Vô. Đàn ông nhảy mạnh mẽ lên nè. Bên đó nhảy qua. Không sao. Cái này khó quá đúng không? Cái chậu bông này khó quá trời. Thôi. Bây giờ là mình chơi trò khác đi nha. Bây giờ là đây. Rồi bây giờ con đu cái thành ghế này. Con đu cái thành ghế nha. Rồi, đu lên. Đúng rồi, miếng nữa đáng miếng nữa đi mà con. Giúp ba đi nha, 5 phút lận nha, đu nha. Đu. Đúng rồi. 5 phút nha, cố lên. Trời ơi, một cây một trái mà mày hành hạ đó. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ, mặt tái xanh còn hơn cái lá nữa. Cái gì vậy? 25 ngày xưa tao đẻ mày ra, tao cưng mày như trứng. Mỗi một ngày mày nhúng chân xuống dưới cát tôi là tao đã dãy đành đạch rồi. Mà mày nghĩ sao mày tự xiết hả? Mày gánh xiết hay gì mà kêu con mày đu lên cái ghế như vậy? Mà nó có chút xéo à? Mà hệt luôn á, mỗi lần mà con ra thì con núp má rồi, nay má vẫn xuất hiện luôn á. Trời đất ơi, nhà này cũng tao. Bắt thì tao mới xuất hiện. Thôi rồi, bây giờ là con phải kéo xương sống ra cho giãn một xíu. Trời đất ơi trời, con ơi, mày nuôi con đâu phải mày bán kẹo kéo đâu Lâm. Hả? Con mà mày kéo nó ra cho nó giãn rồi trời ơi Lâm ơi. Chứ là phải tập thể dục thể thao xíu nữa là phải đi bơi với ba nha. 7 giờ mình bơi tới 9 giờ bơi đúng 2 tiếng cho ba. Mày bơi 2 tiếng, vận động viên hả? Mày định để đi thi đấu quốc gia mày định cho cháu tao đi thi SEA Games hả mày? Đó, bây giờ là thiếu chiều cao lắm rồi. Cái gì mà tao nói đầu đường mới hướng tới đây là nghe hai mẹ con rớt trời. Tôi nói thiệt cái nhà này nghe mang tiếng là ấp văn hóa, tổ văn hóa, cái gỗ ấp sùm là sao? Không, gia đình ấp văn hóa nha chị. Chị coi nuôi con khỏe dạy con ngoan. Chị thấy thằng Lâm con em không? Thấy. Cao to bự không? Đúng. Ba em không biết tại sao thằng nhỏ bự quá mà thằng cháu có chút xíu. Mà bây giờ chị tự nhiên nó bắt thằng nhỏ. Thằng nhỏ mà nó đu lưu cái ghế như thủy ụ bập dừa vậy chị. Đùng rồi kéo nhỏ ra cho dài. Bơi 2 tiếng đồng hồ. Bơi nít rồi bơi 2 tiếng chị. Bây giờ bị quản quá rồi. Cái tuổi này bây giờ cùng trang lứa là bây giờ là thiếu 5 cm, thiếu 3 kg. Bữa đo sức khỏe bác sĩ nói con xanh mặt luôn mà. Về cứ lật đật ngày kéo 2 cử, đi bao lần 2 tiếng. Mà giờ bị quản quá rồi. Trời đất ơi. Nghe nè, con nít mà. Con ơi, con nuôi nó làm sao? Chứ con đâu có thể nào mà sáng con cũng má cũng thấy đem ra tập thể dục. Chiều mày cũng thấy đem ra tập thể dục. Mà mày tới mấy chục mày kéo ra như kẹo kéo đâu có được. Mà nó thiếu 3 kg lận. Mày ăn đồ của nó phải không mày? Đồ ăn đồ không có. Sao mày bự quá mày sao nó nhỏ xíu vậy? Mày phải ăn đồ của nó không? Trời ơi, đồ ăn là con giường nó ăn hết luôn á. Con nít không có nên ép nó để cho nó vui chơi. Ép nó rồi mẹ mốt nó thấy thể thao cái nó sợ rồi sao? Vừa sức của nó thôi. Mà quan trọng là mình bổ sung chất cho nó. Như là muốn nó tăng trưởng chiều cao ha. Sắt nè, kẽm nè, canxi nè, D3 nè. Nạp vô, hiểu không? Canxi, D3 là con có nghe rồi. Nhưng mà kẽm với sắt mà để tăng chiều cao cân nặng thì con nghi vấn nha. Có không? Tôi nói mấy người nghe bây giờ không tin tôi không? Đây nè, để tôi mời chuyên gia tư vấn cho mấy người nể chơi. Đây.
Đó chính là câu chuyện của mình trong việc bổ sung rất là nhiều chất dinh dưỡng để tăng trưởng chiều cao cho bé. Thì nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần có canxi và D3 là đủ rồi. Nhưng mà việc bổ sung thêm sắt và kẽm liệu có cần thiết hay không bác sĩ ha? Theo một số cái thống kê thì người ta nhận thấy là đối với trẻ trai về chiều cao trong khoảng từ 2 đến 5 tuổi là khoảng 74 cho đến 104 cm. Yeah. Đối với bé gái thì thấp hơn một chút xíu, và đó cũng là chiều cao mà nó tương đối là nó hơi thấp so với các bé cùng tuổi mà đối với các nước trong khu vực. Chính vì vậy mà trẻ lớn lên ở cái tuổi thanh niên á thì cái chiều cao nó sẽ bị hạn chế, sẽ thấp hơn các cái bé cùng tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế, thấp hơn khoảng từ 10 đến 13 cm. Thì đó cũng là một cái hạn chế về cái chiều cao. Ta thấy là cái chiều cao như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển toàn diện về thể chất và cái sức khỏe nói chung. Để cải thiện chiều cao thì nó có các cái vấn đề cần phải đặt ra, là chúng ta phải lưu ý đến cái chế độ dinh dưỡng, vận động, rồi môi trường sống, rồi cái điều kiện học tập ngủ nghỉ của trẻ ngay từ nhỏ. Như vậy yếu tố về dinh dưỡng rất là quan trọng. Không chỉ có những cái yếu tố về canxi hay là vitamin D thì nó còn cái yếu tố về khoáng chất và vi lượng khác cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ. Đặc biệt là hai khoáng chất rất là quan trọng, đó là chất sắt và chất kẽm. Thật ra là thiếu sắt và kẽm thì mọi người ít có lưu ý lắm. Yeah. Nhưng mà lại góp phần quan trọng trong cái việc phát triển chiều cao. Chúng ta biết là chất sắt á, đóng vai trò trong cái việc tạo máu. Yeah. Và chính những cái tạo máu này nó sẽ đem oxy đến các cái tế bào ở các cái mô cơ quan, và trong đó có tế bào não. Vì vậy mà thiếu sắt làm cho chúng ta thiếu máu nè, da xanh xao nè, tế bào không được cung cấp đủ oxy, thì trẻ sẽ không có tập trung hoặc là dễ buồn ngủ, biếng ăn, rối loạn về tiêu hóa. Còn về kẽm thì có một cái vai trò rất là lớn trong cái việc phát triển xương, kích thích cho bé thèm ăn. Kẽm nó có cái vai trò rất lớn trong cái đường ruột. Nếu thiếu kẽm thì cái vấn đề tiêu hóa hấp thu ở tại đường ruột không có tốt. Và vì như vậy thì cái việc mà hấp thu năng lượng cũng như là hấp thu các cái chất khác không được đầy đủ. Chính vì vậy mà nó sẽ làm thiếu hụt nhiều chất. Ngoài ra kẽm thì nó còn có một cái tác động khác là nó sẽ giúp cho phân chia tế bào nó tốt hơn. Và như vậy là thiếu kẽm thì cái việc phân đôi nó không diễn ra bình thường. Thì nó gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái việc phát triển của trẻ, đặc biệt là chiều cao. Như vậy là kẽm và sắt cũng cực kỳ quan trọng cho việc phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ nữa. Vậy thì bác có biết nguyên nhân vì đâu và từ đâu khiến cho trẻ gặp tình trạng là thiếu sắt và kẽm không ạ? Cái nguyên nhân mà phải kể đến đầu tiên là bệnh lý, thí dụ như nhiễm ký sinh trùng thì nó cũng rất là dễ bị mất sắt. Như bị dung mốc thì nó cũng sẽ dễ gây thiếu sắt, rồi những cái bệnh về viêm đường ruột thì nó cũng gây thiếu kẽm. Ngoài ra đó, do cái vấn đề ăn uống chúng ta cung cấp không có đầy đủ, thì đối với những cái trẻ mà bú mẹ, có một cái giai đoạn mà trẻ bú mẹ nhưng mà người mẹ không được cung cấp chất sắt đầy đủ qua chế độ ăn, rồi đứa trẻ bước vào cái giai đoạn ăn dặm. Trong cái thời kỳ ăn dặm sau 4 đến 6 tháng á, thì sữa trong người mẹ thì các cái vi chất nó đã giảm dần. Và trong đó có cái chất sắt và kẽm nó cũng có giảm theo. Cái giai đoạn trẻ ăn dặm á, thì mới bắt đầu tập ăn thì không được cung cấp thực phẩm đầy đủ vào chất sắt hay là vào chất kẽm hay là các chất dinh dưỡng khác, thì cái nguy cơ thiếu hụt sắt và kẽm, cái đó nó cũng gọi là như một cái khoảng trống vậy đó. Trong cái giai đoạn đó mà nếu trẻ không có được phát hiện cũng như là hỗ trợ bổ sung kịp thời thì cái nguy cơ thiếu nó sẽ kéo dài và sau này nó sẽ gây ra những cái hậu quả khác. Như vậy thì các bậc phụ huynh sẽ cố gắng làm sao để cung cấp đầy đủ kẽm nè, sắt và những chất dinh dưỡng khác cho trẻ. Như vậy thì các phụ huynh phải chú ý vào những đặc điểm như thế nào ạ? Thứ nhất là chậm tăng cân. Bé không chịu ăn thì mình phải chú ý, chứ đừng có để kéo dài. Đối với trẻ từ 1 tuổi đến 3 tuổi thì có thể là khoảng 2-3 tháng mình mới cân đo một lần, và trên 3 tuổi thì 3 đến 6 tháng mình sẽ cân đo một lần. Bậc làm cha mẹ là phải theo dõi cân nặng và chiều cao của con mình sát theo những cái hướng dẫn cụ thể vào từng cái lứa tuổi. Khi bé mà có những cái biểu hiện biếng ăn, không chịu ăn, đặc biệt là trong thời gian dài, ví dụ như trên 2 tháng chậm tăng cân, thì mình phải lưu ý. Bởi vì khi mà nó chậm tăng cân thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Lưu ý bổ sung kịp thời sắt và kẽm, các vi chất khác cho bé. Như bác cũng đã chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em tại Việt Nam thiếu kẽm và sắt hiện tại đang rất là cao. Nhiều gia đình không chú ý về vấn đề này cho con trẻ. Bác sĩ có thể tư vấn lựa chọn các sản phẩm có chứa những hàm lượng kẽm và sắt nó phù hợp dành cho các bé, phải chú ý như thế nào không ạ? Trước tiên bổ sung một cái chế độ ăn đa dạng, đầy đủ thực phẩm cho bé. Tuy nhiên
những đứa trẻ không thích ăn hoặc là gia đình không có bữa ăn cung cấp đa dạng hàng ngày thường xuyên đầy đủ tất cả các cái món theo là bốn nhóm thực phẩm. Yeah. Những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải xem xét là bổ sung các cái sản phẩm bổ sung có đầy đủ các cái vi chất sắt, kẽm và các cái yếu tố vi lượng khoáng chất khác. Yeah. Cái việc chọn sản phẩm thì chúng ta cũng nên lưu ý là chọn lựa các cái sản phẩm có cái nguồn gốc. Chúng ta thấy nếu mà sản phẩm nó vừa có sắt, có kẽm đồng thời thì khỏi phải uống nhiều thứ. Dạ, đúng nhiều rồi. Khi một bé mà nó dinh dưỡng kém, nó kém ăn, suy dưỡng thường là nó thiếu đa vi chất. Dạ. Thì như vậy một cái sản phẩm mà nó có tổng hợp đầy đủ và cân đối các cái thành phần dinh dưỡng đặc biệt và sắt với kẽm thì tốt hơn. Chúng ta cũng nên lưu ý sắt và kẽm á, là hai cái nguyên tố mà nó khó là hấp thu. Ta nên chọn lựa các cái sản phẩm hữu cơ thì nó dễ hấp thu hơn. Yeah. Sản phẩm có kèm các cái chiết xuất á, và nó hỗ trợ thêm cái vitamin C thì nó sẽ tăng cái hấp thu nhiều hơn. Cái vấn đề thiếu hụt sắt và kẽm thường xuyên xảy ra. Yeah. Và cái việc bổ sung á, sắt và kẽm rất là quan trọng. Dạ, yeah, hay quá. Như vậy là vấn đề ngày hôm nay cũng đã được giải đáp với sự tư vấn của bác sĩ Ngọc Vân. Không biết là gia đình trong tình huống vừa qua có giải quyết được vấn đề của chính họ hay không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Hay quá, thì ra bổ sung đủ kẽm và sắt mỗi ngày rất là quan trọng cho sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ, giúp trẻ ăn ngon hơn nè, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp cho trẻ giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, rồi sau này đi học dễ tập trung, thì bây giờ mình sẽ bổ sung từ 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 để sau này con mình không thiếu hụt nữa. Hay quá. Người ta có nghiên cứu khoa học đó, có bỏ kẽm và sắt vô chứ không thôi là gây lộn, hai mấy con gây lộn. Trời ơi nè, tôi biết rồi, bởi vậy tôi đem qua đây nè. Đem gì? Đem bí quyết là đây, bí quyết là đây. Đây là sản phẩm bổ sung kẽm sắt hữu cơ, đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho trẻ, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ trong giai đoạn phát triển, giúp phát triển tối ưu chiều cao và cân nặng, hỗ trợ tăng cường đề kháng nè, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Hay quá. Hay quá. Bà tặng cho con nè. Trời ơi. Nè. Giỏi, con dùng sản phẩm này ha, ký con qua con chạy với bé mén nghe. Ừ. Rồi chơi bấm bóng rổ cho cao lên nè, nghe không? Yeah. Chứ không có kéo em như vậy rồi không dắt nhỏ đi bơi mấy tiếng hồ. Trời dạ, ơi mệt biết rồi, con cảm ơn dì nhiều. Ủa luôn á. Rồi ôi, lát nữa bà cho uống liền nha. Nó ẩm lên coi. Ấy da, trời ơi. Ê, tự nhiên ẩm lên thấy nặng phải không? Chưa có gì mà nặng cái gì. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chúng tôi sắp sửa phải khép lại. Hoài Đáp Bơ xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân rất nhiều đã dành thời gian quý báu đến đây để chia sẻ nhiều giải pháp hay về việc bổ sung kẽm và sắt cho trẻ nhỏ. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và Hoài Đáp Bơ cũng xin cảm ơn nhãn hàng Phyto BB Ferrose bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ cho trẻ nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Xin mời quý vị hãy gửi những thắc mắc của mình đến với số tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 8070. Bên cạnh đó, khung giờ phát sóng quen thuộc là 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mỗi một ngày mày nhúng chân xuống dưới cái cát thôi, cả tao đã dậy lên đạch rồi. Mà mày nghĩ sao mày tưởng được xiết hả? Mày gánh xiết hay gì mà kêu con mày đu lên cái ghế như vậy mà nó có chút xéo à? Mà hệt luôn á, mỗi lần mà con ra thì con núp má rồi, nay má vẫn xuất hiện luôn á. Trời đất ơi, nhà này cũng tao, mắt thì tao mới xuất hiện. Thôi rồi, bây giờ là con phải kéo xương sống ra cho giãn một xíu. Trời đất ơi, trời, con ơi.